Hi, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay, câu chuyện này, nó là cuộc sống Mỹ. Nó liên quan đến vợ Việt và chồng Mỹ. Từ trước đến nay, quý vị nghe Haley chia sẻ rất nhiều câu chuyện nói về vợ Việt và chồng Mỹ rồi đúng không? Hạnh phúc cũng có, vui cũng có, buồn cũng có, tan vỡ cũng có. Và rồi rất nhiều câu chuyện luôn luôn có một cái kết cục rằng là thỏa mãn với chồng Mỹ rất nhiều. Nhưng rồi cái câu chuyện ngày hôm nay nó ngộ lắm quý vị. Khi Haley nghe chị chia sẻ đó, là nghe tới đâu da gà nó nổi tới đó. Haley tả như vậy là quý vị biết cái câu chuyện này mà nếu chị không chia sẻ thì mình hoàn toàn không thể biết được nó đã và đang xảy ra trong cái cuộc sống này. Thì quý vị có nghe Haley chia sẻ rằng là mấy anh Mỹ rất là yêu, rất là chiều bạn gái mình không? Khi mà đã có bạn trai là Mỹ rồi thì ít có ai mà không thể gục ngã. Ai cũng gục ngã đê mê trong tình ái hết quý vị ạ. Chị cũng vậy. Chị kể cho Haley nghe như vậy. Câu chuyện của chị cách đây 10 năm chứ đâu. Đâu có xa xôi gì đâu. Cách đây 10 năm, thời đó là những người phụ nữ cỡ như chị là muốn tìm đường đi qua Mỹ lắm. Haley biết cái điều đó chứ. Haley hiểu cái điều đó chứ. Haley là những người đến Mỹ sau này mà Haley còn hiểu được là muốn tìm đường thì mấy chị đó phải hy sinh như thế nào. Chị nói, chị cũng lên mạng đó Haley. Chị cũng lên mạng, chị cũng lên cái trang tìm bạn bốn phương đó để gặp được cái anh xã của mình đó. Mà Haley biết không, thời đó chị cũng giống như Haley vậy, cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ mà may mắn được anh Mỹ dòm ngó vậy. Tiếng Anh bẻ đôi không ra. Cái duyên và cái hạnh phúc nó tới, mình không thể nào cản được. Và nhất là những người tìm đường đi Mỹ thì không bao giờ bỏ qua cái cơ hội này. Chị nói, chị cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân, chỉ có hai con nhỏ và chị cứ nghĩ tới tương lai của con mình, đúng như những gì Haley chia sẻ về bản thân Haley. Nếu như ở Việt Nam với một người mẹ single mom thì Haley không có đủ khả năng, cho dù Haley có giỏi cỡ nào cũng không đủ khả năng để cho con đi du học. Chính vì vậy nó là một cái động lực và cái sức mạnh để cho Hailey tìm đường đến Mỹ. Chị cũng y chang như vậy. Chị nói, Hailey có một đứa con thôi, chị đến hai đứa lận. Chị giỏi lắm á, chị làm rất nhiều công việc, chị không nề hà bất cứ công việc gì, từ làm hồ đến cấy lúa, chị đều làm được hết. Chị chưa bao giờ chùn bước, nhưng rồi cuộc sống nó cứ tiến tới và con thì càng ngày càng lớn mà mẹ thì kinh tế nó chỉ có nhiêu đó là nhiêu đó thôi. Và cái khó khăn và những cái cực khổ mà chị đã từng trải qua, bây giờ chị không muốn hai người con của mình nó trải qua giống như chị. Thành ra đó cũng là một cái sức mạnh, cũng là một cái động lực để chị tìm tòi lên trên mạng ngồi. Khó khăn lắm Haley ơi. Lúc đầu gặp nhiều Việt kiều lắm. Việt kiều họ cũng nghe chị có hai đứa con là họ bỏ chạy đi mất tiêu rồi. Tìm ai bây giờ? Cũng hên hên làm sao đó. Cũng có mấy anh Mỹ vô cũng chat chít nói chuyện, cũng làm quen nhiều lắm. Lúc đó chị đâu có smartphone, chị ra internet chị ngồi đó. Rồi cứ ngồi tới 10 giờ tối rồi người ta đóng cửa mình phải về, tiếc nuối hùi hụi vì có cơ hội để nói chuyện với người này người kia. Nhưng rồi cố gắng đi vay được tiền, mua được một cái điện thoại thời đó là Samsung màn hình màu. Bắt đầu chị mới để cho người ta hỏi người ta để người ta hướng dẫn mình cài mạng, hướng dẫn mình cài những cái trang web mà mình thích về. Rồi sau đó chị mới tập tành ôm cái điện thoại cả đêm và tìm người để chat chít. Là hòng tìm được ai đó để kết hôn và tìm đường đi nước ngoài. Chị không nghĩ là chị sẽ được đi Mỹ đâu. Nhưng rồi cũng có vài anh, ảnh cũng trả lời là tôi là người American, tôi đến từ USA. Cứ như vậy đó Haley. Và rồi chị cứ chat hết người này đến chat tới người kia. Và cuối cùng có một anh, ảnh nói rằng là ảnh thật sự muốn nói chuyện riêng với chị. Và rồi hai người
về điện thoại nói chuyện với nhau. Haley biết không? Khi mà nói chuyện với anh đó đó, chị thấy rất là gọi là đê mê, giống như những gì Haley tả trong những từng cái video mà chị được xem đó. Đúng là như vậy đó. Chị ngã vào vòng tay anh rất là nhanh. Mà thời đó là chị không có nghĩ đến cái chuyện hậu quả về sau, khi mà những lần mà anh hỏi về cơ thể phụ nữ đó, anh muốn khám phá đó, thì chị lại không nghĩ đến cái chuyện là cái hậu về sau nó có ảnh hưởng gì không. Cứ thế mà chị với anh cứ lao vào làm tình với nhau trên điện thoại mỗi đêm như vậy. Rồi đến một ngày không xa, gần lắm, anh về Việt Nam gặp chị. Anh ôm chị, anh thương chị, anh khen chị nức nở, anh thương, anh yêu, anh chiều chị. Chị nghĩ rằng là cả cuộc đời này không bao giờ chị đánh đổi tình yêu của anh dành cho bất cứ ai. Chị khoái lắm, chị thích lắm. Và rồi hai đứa con của chị cũng vui vì mẹ tìm được một ông người Mỹ làm cha của mình. Ba mẹ con ôm nhau hạnh phúc ở cái thời điểm đó. Rồi thì đến một ngày anh ấy cầu hôn. Ông người Mỹ đó lớn hơn chị 15 tuổi. Và năm nay chị chỉ mới 45 thôi. Anh ấy đã 60 rồi. Và cái thời điểm mà chị kết hôn được với anh ấy đó là 10 năm về trước. Tính đến nay vỏn vẹn cũng gần 11 năm đó Haley. Nó mới đây thôi, nó không có xa đâu. Bây giờ nhớ lại cái khoảng thời gian ban đầu cho đến bây giờ nó thoáng qua rất là nhanh. Rồi thì tiến hành kết hôn. Một năm sau chị được bước chân đến Mỹ. Cuộc sống ban đầu với anh chồng Mỹ rất là hạnh phúc với hai con của mình. Lúc đó chị nói với anh, chị còn trẻ, chị muốn sanh thêm em bé. Anh không cho. Anh nói anh có con rồi. Đó là hai đứa con của chị đó, một trai một gái đó, đó là con của mình đó. Chị càng quý hơn, chị càng quý và càng yêu anh nhiều hơn khi anh trả lời với chị như vậy. Chị yên tâm. Và từ đó chị ở nhà chăm sóc con, anh đi làm. Ở Mỹ ở không một năm trời. Đến năm thứ hai chị nói với anh, chị muốn được đi làm, chị muốn được kiếm tiền phụ chồng, chị muốn được trải nghiệm với cuộc sống bên ngoài. Thì anh đồng ý, anh tạo điều kiện cho chị đi học nghề. Lúc đó chị đi học tóc. Chị làm nghề tóc chứ chị không làm nghề nail, vì anh thích là chị đứng làm kiểu fashion hơn là chị đứng chị làm tóc. Và rồi chị khi chị ra nghề, chị ra chị đi làm. Và anh thích là chị ăn diện hơn. Chị phải đúng kiểu là một fashion để ra làm tóc, để làm được nhiều khách hơn. Lúc đó là chị vừa làm tóc nam vừa làm tóc nữ luôn. Công việc cứ thế mỗi ngày mỗi trôi như vậy. Thu nhập của chị cao gấp 2 lần thu nhập của anh. Nhưng anh không có chùn bước đâu, anh không có làm biếng như những người đàn ông khác mà nghe nói vợ mình có làm nhiều tiền rồi cái bắt đầu người chồng làm biếng ra đâu. Không phải. Chị làm tiền là tiền của chị, anh làm tiền là tiền của anh. Tất cả mọi thứ trong nhà chị lo hết. Và anh là người tốt, chị xác nhận anh là một người tốt trong cái cuộc sống gia đình, là một người chồng và một người cha rất là mẫu mực. Hai con của chị rất là quý. Và rồi khoảng thời gian đó nó trôi qua 6 năm. Được hạnh phúc, chị đi làm được 5 năm, một năm đầu tiên ở không và 5 năm đi làm, vừa học nghề vừa ra đi làm và được mở một cái tiệm nhỏ nhỏ tại thành phố của chị. Chị nói chị cũng ở thành phố đó, thôn quê nước Mỹ thôi à. Nhưng mà công việc của chị tiến triển rất là tốt. Chuyện chăn gối, chị với anh rất là đam mê. Chị rất là thích anh làm những cái gì đó cho chị được thỏa mãn và anh cũng vậy. Tụi chị rất là lãng mạn trong cuộc sống. Tụi chị thường xuyên đi thâu đêm suốt sáng để chơi bời với nhau. Chị và anh là vợ chồng hợp pháp. Thành ra những cái trận mà chơi bời như vậy đó, nó bình thường đối với chị và anh thôi. Rồi Haley biết không? Con chị mỗi ngày một lớn. Mỗi đứa đều có một cái không gian riêng. Tụi nó thấy chị và anh hạnh phúc, tụi nó mừng lắm. Nhưng mà nó đâu có biết cái nỗi đau mẹ nó phải chịu trải qua khi ba dượng của nó đề nghị mẹ một cái chuyện như thế này. Ổng nói rằng đó, trước khi mà ổng gặp chị đó,
thì ổng cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân với người Mỹ. Và bây giờ 6 năm và thêm một năm, hơn một năm quen nhau ở Việt Nam nữa, và 6 năm chung sống với chị là coi như là hơn 7 năm để va chạm vào da thịt của một người châu Á. Anh nói anh yêu chị lắm, anh thích chị lắm, anh rất là lãng mạn với chị trong từng cái cuộc yêu. Chị thương anh chứ, chị cũng mê anh vậy. Rồi chị và anh mới có những cái cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng như vậy. Có đôi khi tụi chị lái xe từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, đi xuyên đêm như vậy, đi chơi như vậy. Rồi có những cái cuộc yêu nó xảy ra dọc đường ở trên xe luôn. Chị nói rằng chị và anh rất đam mê trong cái chuyện đó. Rồi một ngày anh nói với chị như vậy đó. Anh nói rằng đã 8 năm nay anh chạm vào da thịt của người phụ nữ châu Á rồi. Đôi khi anh thèm khát để chạm vào da thịt của một người Mỹ. Trước khi mà quen chị, anh cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân. Và rồi trong những cái cuộc yêu với chị, anh lúc nào cũng nhớ đến những cái cuộc yêu của vợ cũ. Anh nói khi anh nói ra điều này, mong chị hiểu và thương anh. Anh thèm được có cảm giác là yêu với người Mỹ một lần. Vì đâu đó anh cũng còn nhớ, anh nhớ cái cảm giác rằng là dù sao đi nữa, chúng tôi cũng là người Mỹ, chúng tôi cũng là văn hóa Mỹ, và những cái cuộc yêu của chúng tôi nó khác với những cái cuộc yêu của tôi và người châu Á. Chị nghe như vậy, chị giật mình. Chị nghĩ rằng có khi nào nó muốn trở lại với vợ cũ nó hay không? Mà từ trước đến nay có bao giờ nó nhắc đến vợ cũ nó đâu. Cái chị mới tòm tèm, chị hỏi lý do tại sao mà hỏi tôi như vậy. Tôi là vợ của anh, tôi là vợ hợp pháp, và chúng ta là những người rất là thoải mái trong cái chuyện đó. Chúng ta đang hưởng thụ một cuộc sống rất là thỏa mãn trong tình yêu, thì lý do tại sao anh lại hỏi cái câu như vậy, tôi rất là đau lòng. Thì anh nói, tôi hiểu chứ, tôi biết chứ, nhưng bạn biết không, cái sinh lý của tôi rất là cao, tôi cần có nó, và tôi cần romantic hơn. Và tôi mong muốn bạn hãy cho tôi một cái cơ hội để tôi làm tình với một người Mỹ của chúng tôi một lần nữa, vì tôi thèm cái cảm giác đó. Chị nói trời ơi, khi chị nghe ổng nói như vậy, giống như là một cái gì đó nó sụp đổ hoàn toàn về cái tinh thần mà cái tình yêu chị dành cho ổng. Chị mới nói không, nếu như anh muốn thử, lúc đầu trong đầu chị nghĩ là ổng muốn quay về với vợ cũ thôi, chứ chị không nghĩ là ổng sẽ có một cái phương hướng khác. Bắt đầu chị mới nói không, nếu như anh muốn quay về với vợ cũ anh thì chúng ta phải dứt khoát hoàn toàn. Chị ra chị làm rồi, chị tiếng Anh tiếng U chị giỏi rồi, kinh tế kinh doanh của chị vững rồi, cho nên đối với anh mà phản bội chị một lần duy nhất thôi, hoặc là có một cái ý phản bội thôi, là chị bỏ anh ngay lập tức. Rồi chị nói tiếp, chị không chấp nhận như vậy, nếu như anh muốn thì chúng ta phải dừng lại. Tôi sẵn sàng để cho bạn đi, tôi sẵn sàng để cho bạn trở về với vợ cũ của bạn. Người phụ nữ châu Á của chúng tôi, nhất là những người Việt Nam của chúng tôi, khi đã yêu thì chúng tôi rất là yêu và chung thủy. Chúng tôi chăm sóc chồng và chăm sóc cho con cái gia đình rất là chu toàn và rất là tuyệt vời. Tôi dám khẳng định như vậy. Và những năm anh chung sống với tôi đó, anh đều nhìn ra thấy được cái điều đó. Và trong cái chuyện chăn gối vợ chồng cũng vậy, tôi chiều và tôi yêu anh hết mực. Chúng ta có những cuộc yêu, những cuộc thỏa mãn với nhau mà chính tôi là người đòi hỏi bạn nhiều hơn mà. Thì anh nói, đúng là như vậy. Tôi thích bạn lắm, tôi yêu bạn lắm. Vì bạn là vợ của tôi yêu bạn lắm. Tôi cũng muốn rằng là tôi chiều bạn, thì bây giờ tôi muốn bạn cũng chiều tôi. Thì trong đầu chị, cái khoảng thời gian nói lòng vòng nó qua nó lại như vậy, chị chỉ nghĩ rằng là ổng muốn quay về với vợ cũ thôi. Nhưng mà không ngờ ổng nói ổng muốn thuê một con gái điếm về nhà cho ổng thỏa mãn. Trời ơi, chị nghe xong như sụp đổ. Chị nói rằng là
Trời ơi, vừa tức mà vừa ghen mà vừa không tưởng được là ổng lại nói ra những cái câu nói như vậy với mình. Thà là ổng có đi chơi đi bời ở đâu đi nữa, mình không biết thì nó lại không sao. Còn đằng này dám nói ra như vậy trước mặt mình mà muốn thuê một con người làm gái mà người Mỹ mà người ta làm gái về nhà để cho ổng thỏa mãn. Ai mà chịu được như vậy không? Thì bắt đầu chị lồng lộn lên, chị tức tối lên, chị chửi nhiều lắm. Chị nói rằng là ổng đang xúc phạm chị. Bạn là người chồng, bà đang xúc phạm tôi, bạn đang xem thường tôi, bà bạn kết hôn với tôi qua đây để tôi nô lệ tình dục với bạn. Rồi bây giờ cuối cùng bạn nói rằng bạn muốn có một cái cảm giác với người Mỹ, cái người mà cùng văn hóa với bạn. Tôi không chấp nhận được. Từ đây tôi và bạn sẽ ly thân, bạn sẽ làm gì bạn làm, đừng chạm vào cơ thể của tôi nữa. Và lúc đó chị hỏi, trước khi bạn nói điều này, bạn đã từng lén lút tôi để đi chơi bời bên ngoài như vậy chưa? Thì ổng nói chưa, chưa bao giờ. Cái này là cái lời đề nghị của ổng mà ổng muốn là thỏa thuận với vợ trước khi là ổng làm điều đó. Thì chị nói tiếp, không có một người vợ nào chấp nhận cho chồng mình chơi gái như vậy và thuê cái người đó về nhà. Bạn muốn tôi phải chứng kiến cái cảnh chồng mình làm cái chuyện đó với một cô gái điếm hay sao? Ông nói không. Ông nói tôi muốn chúng ta cùng nhau thỏa mãn. Ôi cha trời ơi, chị nói, chị nghe xong mồ hôi hột chị nó đổ, mà chị tức, cơn ghen chị nó nổi lên. Và chị tức, chị nói rằng là nếu như bữa đó ổng không né là nguyên cái bình bông nó sẽ vô đầu ổng rồi. Tức đến cái mức đó đó. Tức là ổng nói chị với ổng là người rất là hiểu biết về trong trong cái chuyện chăn gối, và chị và ổng là những người rất là điêu luyện và thỏa mãn trong cái chuyện đó. Và bây giờ ổng muốn kêu một người nào làm gái mà người Mỹ nha, kêu một người đó về để ổng với chị với cái người đó cùng thỏa mãn một đêm duy nhất. Ổng dám nói với chị như vậy. Chị nói trời đất ơi, chưa bao giờ. Chị tiếp xúc nhiều lắm chứ, chị cũng có nói chuyện rất là nhiều người mà họ lấy chồng Mỹ á chứ, rồi chị cũng cũng chơi bời cũng nhiều đó chứ, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ ra và cả tưởng tượng ra một cái gì mà ổng vừa vừa nêu vừa yêu cầu như vậy. Chị nói ông có bị bệnh không, ông phải là người biến thái không mà ông lại tưởng tượng, ông lại nghĩ ra cái chuyện như vậy. Ổng nói không không, cái này là ổng chỉ nghĩ ra thôi, là ổng muốn là ba chúng ta, tôi và bạn cùng hưởng thụ một cái gì đó để cho nó đổi mới hơn trong cái cuộc yêu của chúng ta, để làm cho chúng ta hạnh phúc hơn mỗi ngày thôi. Chị nói chị không chấp nhận được. Chị nói người Mỹ của tụi mày sống hoang lạc quá, tụi tao không có như vậy. Và chị nói rằng là tôi với anh là vợ chồng, tôi xả thân, tôi yêu anh, tôi chiều anh, tôi có thể làm tất cả mọi thứ để cho chồng mình vui, đó là cách mà tôi yêu anh. Và anh cũng vậy, tôi rất hài lòng những gì anh đã làm cho tôi, và anh cũng từng nói anh hài lòng khi vợ của anh làm những cái điều đó cho anh. Nhưng tôi không chấp nhận cái lời đề nghị của anh, và tôi yêu cầu anh bỏ ngay cái suy nghĩ này lập tức ngay trong đầu của anh. Thì ổng nói ổng xin lỗi, ổng xin lỗi, cái này là cái ý tưởng của ổng thôi, chứ còn ổng 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 cũng không có ép chị là phải như vậy như vậy. Thì chị nói cái câu chuyện đó hai người tranh cãi với nhau rất là nhiều và giận nhau đến 2 tháng không chung đụng với nhau. Tự nhiên khi mà gần nhau á, ngủ chung với nhau á, mà chị nghĩ đến cái chuyện mà ổng nói là tự nhiên chị không còn cảm giác gì nữa, và mỗi lần nhìn thấy ổng ngủ là chị ghét lắm. Chị ghét lắm, chị nói rằng là có lúc đó có phải là cái cơn ghen của mình trỗi dậy không? Nếu như chị không kềm chế được, có lẽ là chuyện gì nó đã xảy ra rồi đó. Chị yêu ổng lắm chứ, và ổng cũng yêu chị nữa, cái gia đình rất là hạnh phúc mà. Mà có bao giờ chị nói không với cái chuyện 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 quan hệ tình dục đâu.
Và ổng cũng vậy, bất cứ khi nào tụi chị rất là thoải mái và rất là thỏa mãn đi chơi đi bời, chị có thể đi đi chơi mà chị có thể là mặc những cái bộ đồ sexy giống như là những bộ đồ lót, không đi cùng chung với ổng trên những cái quán bar quán xá như vậy. Chị với ổng từng đi rất là nhiều quán bar club mà họ 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 trần truồng, họ nhảy múa như vậy. Rất là bình thường, chị với ổng là rất là bình thường vì tụi chị không phải là bạn trai bạn gái mà tụi chị là vợ chồng hợp pháp. Và những lúc mà như vậy thì chị và ổng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà chị không thể chấp nhận được là những cái chuyện mà ổng đề nghị đó là cái chuyện gọi là bệnh hoạn. Và cứ trong 2 tháng đó chị rất là ghét và không thể nào hòa nhập được với những gì mà ổng ổng đã từng nói, chị không thể nào chấp nhận được nữa. Và rồi em biết không, là chị nói với Haley, em biết không, có một lần bạn chị mới nói với chị là bạn của chị nhưng mà là khách trong tiệm. Thì cái chị đó là cái cô đó là hay tới nhuộm tóc lắm, cứ nhuộm tóc là 2 3 tuần phải tới một lần. Thì cái hôm đó cái chị đó mới tới, mới nói rằng là hôm nay mày có đi đâu chơi với chồng mày không. Cái chị nói không, tụi tao giận nhau rồi, tụi tao không có đi chơi với nhau. Thì cái chị đó mới nói là vậy thôi đêm nay mày đi chơi với tao đi. Thì chị cũng buồn, và cái người khách đó là người khách Mỹ. Rồi thì chị cũng buồn, chị nói ok, khi nào tao đóng cửa rồi tao hú rồi đi. Thì đi vô trong cái lúc đó, chị có nhắn tin cho ổng rằng là chị đêm nay tối nay chị đi chơi với bạn chị về trễ. Thì ổng cũng ok. Rồi khi mà đến cái lúc đó, cái quán bar đó, thì tụi chị đang ngồi uống nhậu say sưa thì thấy ổng một người Mỹ, hai đứa ôm nhau bước đi vô mà không nghĩ rằng là gặp nhau trong đúng lúc cái quán bar đó luôn. Thì là chị mới nói với lại con khách đó, mới nói rằng là ê chồng tao kìa. Thì cái bà khách đó bà nói là ủa chồng mày có bồ hả. Chị mới nói tao không biết, không biết có phải là bồ hay không. Thì cái bà khách đó bà nói chắc chắn là bồ với nhau. Và bà khách bà thấy chị khóc, bà an ủi chị. Bà an ủi rồi chị mới kể ra hết cho bà khách đó nghe là cách đây 2 tháng trước ổng có đề nghị như vậy, và trong 2 tháng nay tụi tao giận nhau, tụi tao không ngủ chung với nhau, nhưng tao không ngờ chồng tao lại có bồ như vậy. Thì bà khách bà nói là không đâu, tao không nghĩ là bồ đâu, tao nghĩ cô ấy là làm gái đó, có lẽ chồng mày chỉ muốn ăn bánh trả tiền thôi. Thì đêm đó chị đi về và ảnh cũng về, ảnh về trễ hơn chị và ảnh cũng về. Và cũng hỏi thăm nhau, cũng bình thường với nhau như vậy đó. Chị nói rằng là chị sẽ không có chấp nhận cái điều mà ảnh ôm một cô gái khác đi chơi trong một cái đêm như vậy. Thì là qua ngày hôm sau, chị vẫn đi làm bình thường, anh vẫn đi làm bình thường. Và cách một ngày tiếp theo thì chị mới nói rằng là chị nhớ anh quá. Chị nói chị thử lòng á, chị nhớ anh quá, chị muốn cái chuyện đó chúng ta làm vợ chồng với nhau. Thì lúc đó ảnh lao vào chị như một con điên. Chị nói ảnh lao vào chị như một con điên và ảnh nói với chị rằng là có biết không, cái đêm hôm đó là chị đi chơi đó, là ổng cũng hẹn với một cô gái điếm đi vào cái quán bar đó. Lúc đó ổng mới kể thiệt cho chị nghe là đi vào cái quán bar đó với một con gái điếm, tức là cái người làm gái đó, đi vô trong đó. Ổng cũng có chơi bời vì ổng không thể nào ổng chịu nhịn được trong 2 tháng mà vợ ổng không cho ổng làm cái chuyện đó. Bắt đầu xong xuôi cái đêm hôm đó, chị biết chứ, chị biết rồi, nhưng mà chị thử thử coi ổng có nhào đến mình không, ổng còn yêu mình hay không. Thì bắt đầu chị mới nói rằng là không sao, đó là lỗi của tôi chứ không phải lỗi của bạn. Vì tôi không thể chiều chồng tôi được, vì cái mà những gì anh yêu cầu tôi nó làm ám ảnh cho tôi đến ngày hôm nay. Thì là qua tuần tuần sau, chị nói hết cái tuần đó đến cái tuần sau, chị mới gặp bà khách của chị và chị hỏi mon men cái con đường ly hôn. Lúc đó bà khách bà giới thiệu, bà hướng dẫn cho chị làm hết. Và rồi chị ly hôn với anh trong tích tắc một nốt nhạc, anh không hề biết lý do tại sao như vậy. Và chị cũng có nói với anh là thứ nhất tôi không chấp nhận cái điều đó, thứ hai là tôi đã nhìn thấy anh dắt một cô gái khác đi chơi bời như vậy, rồi anh về anh thú nhận với tôi là có, vì tôi là một người vợ, tôi là cũng là một con người, tôi cần có sự tự trọng và tôi cần
chồng tôi phải tôn trọng tôi, dù sao đi nữa tôi vẫn là vợ của anh. Chị luôn nhắc cho anh biết rằng là chị là vợ hợp pháp của anh. Đó rồi, chị nói sau lần đó ly hôn xong rồi, ảnh cho chị hết tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà, ảnh cho hết. Ảnh nói rằng là ảnh chỉ cần cái tiền hai người để dành thôi, nó không có nhiều, chị nói nó khoảng vài chục ngàn thôi. Và cái căn nhà đó ảnh ký giấy cho hai đứa con của chị, còn chị thì công việc của chị riêng là không đụng chạm tới rồi. Chị nói trong nhà băng khoảng mấy chục ngàn, ổng nói ổng xin cái tiền đó, chị ok cho đi. Và sau này thỉnh thoảng lâu lâu ổng cũng tới tiệm để ổng cắt tóc, và ổng cũng hỏi thăm chị rằng là có bạn trai chưa, có bạn bạn mới chưa, có bạn trai chưa. Thì chị nói rằng là cái câu chuyện của chị nó buồn lắm. Cái thời điểm đó hả, chị gặp ai chị cũng khóc. Chị khóc rất nhiều với những bà khách mà tới làm tiệm của chị đó, chị khóc rất là nhiều. Chuyện này chị không có kể cho Việt Nam nghe đâu. Chị thời đó chị cũng không giao lưu tiếp xúc nhiều với người Việt Nam ở đây đâu. Chị chơi với Mỹ không à. Vì chơi với Mỹ chị mới học hỏi được tiếng Tâm, và lúc đó chị mới ra chị kinh doanh, chị mới mở tiệm, rồi lúc đó chị mới thoải mái làm việc. Chơi với Mỹ là để học tiếng Anh đó. Rồi sau này cứ thế mà cứ quen giao tiếp với Mỹ, rồi chơi với Mỹ cũng không có chơi với Việt Nam. Và chị cũng không có muốn kể những cái câu chuyện này cho những người mà quen biết chị nghe. Chị nói nó đau lắm em. Chị không biết là nếu lúc đó mà chị đồng ý để ảnh mướn một, ảnh kêu một cái người làm gái về, thì không biết cái lâm trận, ba người cùng nhau lâm trận, thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Mình là người Việt Nam, mình đâu thể nào mình chịu vậy được, mình đâu thể nào mình chấp nhận vậy được đâu. Chị cảm thấy là bị tự ái, chị cảm thấy bị xúc phạm. Sau khi ly hôn thì ảnh mới thấy được rằng là những người phụ nữ như Việt Nam như mình là những người chung thủy. Cho nên là cái điều mà ảnh nói ra như vậy là ảnh đang làm xúc phạm đến mình. Thành ra là khi mình nói rằng là mình ly hôn là ảnh mắc cỡ, ảnh cũng không hài lòng, và ảnh cũng hỏi rất nhiều là tại sao lại ly hôn, tại sao như vậy. Tôi yêu em, tôi cần có em, tôi này nọ kia. Nó nói nó yêu mình nhiều lắm, nó cần có mình nhiều lắm, nhưng mà nó không hiểu được cái cảm giác là những lúc mà nó nói ra những cái điều như vậy thì nó làm cho mình bị tự ái trong lòng và mình bị xúc phạm. Thành ra là thôi bỏ luôn. Mà sau khi bỏ ông đó rồi, sau này chị có bồ, chị vẫn có bồ là người Mỹ. Chị hiện tại bây giờ vẫn có bồ, bồ là người Mỹ, chứ chị không có bồ là Việt Nam. Không biết làm sao cái duyên, cái số của mình nó đến với Mỹ hay sao á. Và sau này chị rất là thoải mái, con cái chị nó cũng hiểu biết và nó cũng không trách móc gì mẹ mình hết. Và tại vì tụi nó ở đây được mấy năm, tụi nó được học hỏi cái văn hóa rồi, tụi nó sống rất là thoáng rồi, tụi nó không có ích kỷ. Cho nên là tụi nó hiểu mẹ lắm, và mẹ cũng chưa bao giờ để cho tụi nó thiệt thòi bất cứ chuyện gì. Và rất là ok, hiện tại bây giờ chị cũng có bạn trai là người Mỹ, chứ chị không có ấy nữa, mà chị sống ở Mỹ được mấy 10 năm, 11 năm chứ nhiêu đó. Chị nói như vậy đó. Thì là chị nói cái câu chuyện của chị nếu không kể ra thì không ai biết. Mà nếu kể ra mà có người mà đang trong cái hoàn cảnh như vậy đó, có người chấp nhận và có người không chấp nhận. Có người họ nói rằng là cuộc sống Mỹ nó thoáng, văn hóa Mỹ nó thoáng, nó có thể là làm tình tay đôi tay ba, nó có thể là cùng đang sống với mình, nhưng nó có thể là nó đi chơi bời ở ngoài rồi về, không bao giờ nó bỏ rơi mình. Không có đâu nha, đừng sống theo cái lối sống bầy đàn như vậy. Chị nói như vậy đó. Nếu như có một ông chồng Mỹ nào bệnh hoạn như vậy thì dứt khoát ngay lập tức. Chứ đừng có mà nghe lời nói là cuộc sống Mỹ thoáng, hoặc là nghe người ta đồn là cuộc sống Mỹ thoáng, rồi hả nói sống sao nói sống, mình sống sao mình sống. Đừng nha. Dù sao đi nữa mình cũng là người Việt Nam, mình cũng phải sống và giữ theo cái lối sống nề nếp là người Việt Nam. Người phụ nữ phải là đàng hoàng, dứt khoát với chồng đi, rồi bạn muốn cặp bao nhiêu thằng bồ bà cặp. Chứ đừng có mà nghe người ta nói là cuộc sống Mỹ thoáng lắm, nó có thể nó quen người ta, xong cái nó đi ra đường cái nó quan hệ tình dục với người ta, xong nó về nhà nó vẫn bình thường tỉnh bơ. Hoặc là nó đi quan hệ tình dục với người này người kia, xong cái va bữa sau hai tụi nó gặp nhau lại là bình thường, tụi nó nhìn nhau bình thường. Không có đâu nha. Chị nói chị xác nhận là không có nha, đừng có nghe những cái lời đồn đó nha. Dù sao đi nữa người ta cũng là con người, người ta không có vậy. Rồi thì khi chị Haley nghe chị kể cái câu chuyện đó thì sợ thiệt chứ. Trời ơi, sợ chứ, Haley cũng sợ mà. Mà Haley sống với chồng Mỹ của mình nè.
Nếu như mà có chuyện gì mà Hailey không hiểu về văn hóa Mỹ, hoặc là Hailey cũng có thể hỏi ron ren chồng mình về vấn đề bạn trai bạn gái Mỹ và người quen này nè bên kia, thì chồng Hailey không bao giờ, chưa bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy, và cũng chưa bao giờ nói chuyện với Hailey về những cái trường hợp mà Mỹ nó quen người này người kia xong rồi cái nó quan hệ tình dục xong rồi cái nó trở về nó sống với vợ là bình thường kia. Chưa bao giờ Hailey nghe chồng Hailey nói những cái chuyện như vậy. Và có đôi Về khi vấn đề cuộc sống vợ chồng thì người Mỹ như thế nào thì chồng Hailey chia sẻ hết. Mỹ là họ thích là chăm sóc gia đình, vợ con, họ gần gũi với gia đình, vui chơi với gia đình. Cho nên là đã có vợ rồi thì ít có ai mà họ dòm ngó bên ngoài lắm. Và nếu như họ muốn có một cái chơi bời bên ngoài, gọi là đi chơi gái và đồ bên ngoài đó, thì là họ phải chấm dứt cái cuộc hôn nhân của họ. Lúc đó họ độc thân rồi thì họ muốn làm gì họ làm. Nhưng mà xung quanh hay như Haley thấy là sống chung với chồng Haley nè, thì xung quanh bạn bè đồng nghiệp của chồng Haley là độc thân nhiều lắm chứ. Nhưng mà nói tới là có bạn gái hay nào kia thì họ họ đều lắc đầu, và họ cũng có chia sẻ rất là nhiều rằng là nếu như họ muốn cái chuyện đó thì họ tự xử, chứ họ không có thích đi chơi gái, họ không có thích này nọ kia. Thì cái chuyện mà như chị kể, chị nói rằng là hình như trên đời này, trên nước này, Mỹ này chỉ có một mình chị thôi á, chị nói như vậy đó, thì cái ông chồng nó mới 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 ngỏ ý, mới đòi hỏi như vậy và mới muốn như vậy đó. Thì chị nói cái câu chuyện này á, chị kể cho Haley, Haley kể ra đi nó hấp dẫn lắm á, vì từ trước đến nay chưa ai có cái trường hợp này, mà chị là người mạnh mẽ để rút ra khỏi cái cuộc hôn nhân của chị tiếc lắm. Chị nói rằng là nếu bỏ ông chồng của chị chắc kiếm một ông thứ hai không có đâu. Chị tiếc lắm. Chị thương ổng lắm, ổng chăm sóc con cái mình, ổng chăm sóc nhà cửa, cơm nước, ổng nấu hết, ổng làm hết. Và trong cái chuyện làm tình, ổng rất là tuyệt vời. Và chị với ổng là những người hoan lạc và những người là thỏa mãn trong tình yêu. Cho nên chị rất là thích ổng, chị thương ổng lắm. Nhưng mà cái chuyện đó chị không chấp nhận được. Thành ra chị bỏ ổng, chị cũng tiếc lắm. Nhưng mà không chấp nhận quay lại. Hiện tại vẫn có bạn trai, vẫn chơi bình thường, vẫn chơi bời bình thường. Thì đó quý vị không? Thấy không? Nếu như mà người ta không kể ra thì mình hoàn toàn không biết được cái những cái chuyện này nó xảy ra. Mà nếu người ta kể ra thì có đôi khi rằng là mình nghe mình nói không có tin. Mình sao tin được những cái chuyện này? Mà Haley thì nghe nói, Haley nghe tới đâu nổi da gà tới đó, mà Haley cũng nói trời cái gì mà ghê vậy chị? Trời thiệt không cái gì mà ghê vậy? Trời tôi cũng lấy chồng Mỹ mà chồng Mỹ tôi có vậy đâu. Mà sao mà thấy ghê vậy? Chị nói ừ cái chuyện này là chuyện của chị đó. Rồi thì quý vị biết không, Haley cũng có trò chuyện với một bạn khán giả mà lâu lắm rồi, bạn ấy cũng đã gửi tin nhắn đến cho Haley và hỏi vấn đề về người Mỹ. Bạn ấy cũng có quen một anh người bạn là người Mỹ, xong rồi cái anh đó mới gửi những cái tin nhắn và gửi những cái hình xét cho bạn ấy. Và anh đó cũng nói rằng là anh ấy thích được làm tình tay ba như vậy đó, anh ấy muốn được như vậy để thỏa mãn như vậy đó. Có nha quý vị, có những cái người đàn ông mà bị bệnh hoạn mà quen trên mạng cũng có nhiều người họ họ muốn như vậy nha. Họ nói là khi mà họ muốn nhìn vợ của họ làm tình với một người khác là họ nhìn thấy họ thỏa mãn hơn đó. Có cái bạn khán giả đó đã chụp hình những cái hình ảnh đó và chụp hình những cái lời tin nhắn đó của ổng nói chuyện với bạn đó cho bạn đó coi, rồi bắt đầu cái bạn đó mới chụp lại cái hình đó gửi qua cho Hailey coi, nói ổng nói như vậy với em nè chị. Như vậy là cái người này có đàng hoàng hay không? 100% là không có đàng hoàng rồi. Vì nếu một người đàng hoàng tìm vợ đàng hoàng thì người ta thứ nhất phải tôn trọng mình, thứ hai người ta hiểu được cái văn hóa người phụ nữ Việt Nam mình sống khép kín, không có phải là mở mang giống như những người Mỹ nó thoải mái đó. Thì là có trường hợp nó xảy ra, nhưng mà cái đó là chỉ có quen qua mạng xong rồi người ta lợi dụng để người ta được thỏa mãn thôi. Còn cái này là vợ chồng hợp pháp sống 6-7 năm với nhau rồi, và ổng dám nói một câu rằng là ổng va chạm xác thịt với người châu Á nhiều rồi, 6-7 năm nay rồi, bây giờ cho ổng có cái cảm giác với người Mỹ. Trời ơi, nghe mà hết hồn, nghe mà sợ chưa? Đó, nếu như người ta không kể, mình hoàn toàn không biết có cái chuyện này nó xảy ra đó quý vị. Mà Hailey nghe là nổi da gà mà thiệt luôn á, cứ nghe tới đâu là nổi da gà tới đó, mà cứ trời ơi, thiệt không chị? Trời ơi, thiệt không cái gì mà ghê vậy chị? Chị nói có đó em, câu chuyện của chị nè. Đó, thì là cái kênh của Haley luôn chia sẻ về những cái câu chuyện nỗi lòng nha quý vị.
Khi quý vị có những cái tâm sự nào mà quý vị không thể chia sẻ với bạn bè người thân của mình thì cứ mạnh dạn đến với Haley, Haley sẵn sàng chia sẻ đến quý vị. Nếu quý vị chấp nhận cho Haley chia sẻ trên trang mạng thì Haley sẵn sàng chia sẻ. Còn nếu như quý vị nói rằng là thôi câu chuyện của chị đừng chia sẻ, chị chỉ cần có người tâm sự mà thôi, thì Haley sẽ không chia sẻ câu chuyện của quý vị. Thì quý vị yên tâm nha. Qua câu chuyện của chị đây cũng rút ra được một cái bài học trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như chúng ta không bị được nghe thì chúng ta hoàn toàn không thể biết, đúng không? Và bây giờ chúng ta nghe rồi đó, và chúng ta biết rồi đó. Trong cuộc sống này không có gì là không thể và không có gì là không thể xảy ra. Thành ra là cứ được chia sẻ cái câu chuyện này, nó sẽ liên kết đến những cái câu chuyện sau, và nó cứ dần dần nó cứ đi đi như vậy. Và cuối cùng thì mình biết được rất là nhiều câu chuyện mà trong cái xã hội này nó đang và đã xảy ra rồi. Thì đây cũng là những cái bài học cũng giống như là kinh nghiệm sống để cho nếu ai trong tương lai mình mà gặp cái trường hợp của những ông Mỹ, ông Tây hoặc là chồng mình mà có những cái đề nghị mà nó biến thái như vậy thì mình phải biết cách xử lý hoặc là chấm dứt ngay cái cuộc hôn nhân này. Và mình phải biết khôn khéo làm sao để chấm dứt nha, chứ không phải nghe như vậy mà chấm dứt cái ào xong rồi buông ra là trong tay không có gì là cũng không được nha quý vị. Tùy cơ ứng biến, tùy cuộc sống mà chúng ta hành động nha. Thì qua câu chuyện này Haley cũng xin cảm ơn chị rất nhiều, nhờ chị mà Haley có thêm kinh nghiệm sống. Mặc dù Haley đang sống với chồng Mỹ đó, nhưng mà cái thời gian sống với chồng nó còn quá ngắn, Haley không có thể nào mà dám khẳng định rằng cuộc sống của mình nó sẽ đi vĩnh viễn hoặc là nó sẽ đi tới đâu, mình cũng không thể biết nào biết được hết trơn á. Cứ mỗi ngày cố gắng sống tốt đi, cứ mình cứ phải sống tốt đi. Khi mà mình buông ra rồi, nếu mà không thể nào sau này, nếu không thể nào chúng ta hàn gắn được, chúng ta đổ vỡ đi, thì hãy để cho cái người đàn ông đó tiếc mình. Trong cuộc sống cứ phải để cho người đàn ông tiếc nha quý vị, đừng tiếc bất cứ ai, hãy để cho người ta tiếc mình. Chính vì vậy mình phải là những người phải sống thật tốt, sống phải đưa cái tâm lên và đưa cái đức vào để mình hoàn thiện bản thân mình, để mình có thể lan tỏa tình yêu thương cho đến cả gia đình. Cảm ơn chị rất là nhiều về cái câu chuyện ngày hôm nay. Ơi, nếu ai mà đang trong trường hợp này hoặc là trong tương lai nếu có cái trường hợp này xảy ra thì mình biết mình nên làm gì nha. Còn nếu như ai muốn tâm sự và muốn có thêm một chút kinh nghiệm về chồng Mỹ, bạn trai Mỹ thì cứ liên lạc với Haley. Haley sẵn sàng đến tất cả quý vị. Sẵn sàng chia sẻ đến tất cả quý vị. Cảm ơn chị rất là nhiều, và Haley xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả luôn quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.